Mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp sang dấu lẹp của may áo polo. Thứ nhất, các bạn sẽ xác định trục đối xứng giữa thân từ vị trí giữa lá cổ này. Đây là giữa lá cổ nhé. Chúng ta sẽ kéo dài xuống 14 cm. Đây chính là chiều dài của lẹp. Từ vị trí trục đối xứng này, chúng ta sẽ đi về phía, đưa về phía tay phải. Chúng ta sẽ xác định đường sang dấu thứ nhất sẽ làm song song và cách cái trục đối xứng này là 1.2 cm. Vì độ rộng của lá lẹp là 2.5 cm thì chúng ta sẽ cách cái trục này là tầm 1.2 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định vị trí sang dấu thứ hai. Thì vị trí sang dấu thứ hai sẽ được xác định như nào? Ở cái vị trí sang dấu thứ nhất của trên cổ này, chúng ta sẽ cách đưa về phía tay phải 0.7 cm. Ở vị trí cuối cùng của cái góc nẹp này, chúng ta sẽ cách về phía tay phải 0.3 cm. Và chúng ta đã xác định được vị trí sang dấu thứ hai. Đây là vị trí sang dấu thứ hai. Và đây là vị trí sang dấu của lẹp để chúng ta chuẩn bị cho việc kê hai lá lẹp của trong phương pháp may áo bổ trụ polo. Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn thao tác chuẩn của may trụ trong áo polo. Để may trụ trong áo polo thì chúng ta sẽ may trên mặt phải của thân trước bán thành phẩm. Và đây là hai lá lẹp. Hai lá lẹp này sẽ được kê theo đường sang dấu trên mặt phải của thân trước này. Lá lẹp bé sẽ được kê ở phía tay trái đường sang dấu đối diện với chúng ta ngồi. Lá lẹp to sẽ được kê ở phía tay phải của đường sang dấu. Chúng ta sẽ tiến hành kê lá lẹp bé trước. Thì lá lẹp bé này chúng ta sẽ úp mặt phải xuống dưới và ngửa mặt trái lên. Ở đây lẹp bé đã được fusing theo hai cái mép gập này. Chúng ta sẽ tách một cái lá lẹp mép ngoài cùng này ra. Và trên đây chúng ta sẽ đặt cái đường gấp mép của cái lá lẹp này sẽ trùng trên đúng cái đường sang dấu phấn ở phía bên tay trái của chúng ta như này. Và chúng ta sẽ tiến hành may từ phía trên chỗ đầu cổ này xuống đúng phía dưới, kết thúc tại cái điểm sang dấu này. Chúng ta sẽ chạy thẳng nhé. Đến đây chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lại mũi để tránh tình trạng bị bung góc. Tiếp theo chúng ta sẽ kê tiếp cái lá lẹp to này. Lá lẹp to này thì chúng ta sẽ úp mặt trái xuống dưới, ngửa mặt phải lên trên. Và chúng ta sẽ đặt cũng cái mép ngoài cùng này thẳng trên theo đúng cái đường sang dấu của chúng ta. Và chúng ta sẽ cũng sẽ chạy từ cái điểm trên đầu lá cổ này xuống đúng cái điểm sang dấu. Đến đây chúng ta cũng sẽ tiến hành lại mũi. Sau khi đã kê hai cái lá lẹp này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành ghim hai lá cổ. Để trước tiên ghim hai lá cổ, các bạn sẽ bấm nhả một đoạn để tách hai cái lá lẹp ra chúng ta kê. Chúng ta sẽ không bấm hết nhé, bấm hết thì rất dễ bị toét góc. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi sang dấu. Lá lẹp bé này chúng ta sẽ gấp làm đôi, gấp đúng làm đôi. Và chúng ta sẽ giăng dấu trên thân. Lá lẹp to này chúng ta sẽ chia làm 4, gấp làm đôi này, xong gấp tiếp làm đôi nữa này. Và chúng ta sẽ sang dấu ở trên cái điểm lẹp của cái lá lẹp to này. Chúng ta sẽ lấy cái đầu lá cổ thứ nhất này, chúng ta sẽ ghim ở phía chân cổ nhé. Chúng ta đặt đúng vào cái điểm sang dấu vừa rồi và theo nằm theo đúng cái dáng của cái vòng của lá cổ trước này. Chúng ta sẽ kẹp vào giữa thân và lá lẹp. Chúng ta sẽ ghim một đường bằng đúng một cái chân vịt. Và lưu ý là cái lẹp này chúng ta có cái dáng hơi vát xuống thì chúng ta sẽ ghim luôn theo cái dáng vát xuống tầm khoảng độ chúc xuống tầm 2 ni so với cái điểm trên cùng này vát xuống. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ ghim sang cái lá đầu cổ còn lại. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ đặt đúng vào điểm sang dấu và theo dáng một cái vòng cổ này. Và lưu ý khi chúng ta đặt cái lá lẹp to này này thì chúng ta sẽ phải để ý hai cái mép này. Chúng ta sẽ đặt bằng và trùng khít lên nhau để tí nữa chúng ta còn tiến hành diễu lá lẹp nó không bị to bé. Và chúng ta sẽ ghim thẳng theo đúng một chân vịt. Sau khi chúng ta ghim lá lẹp này xong, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lộn lá lẹp ra. Chúng ta sẽ gọt bớt cái phần này ra, thừa này đi. Và chúng ta sẽ luồn ngón tay vào bên trong để chúng ta bẻ và vét hết cái độ lẹp ở phía ra ngoài. Bên này tương tự cũng thế, ta luồn ngón tay bên trong và chúng ta sẽ bẻ gấp hết. Làm sao chúng ta không được để động thì sẽ bị mất dáng cái đầu của góc trụ này.
chúng ta sẽ lửa mặt trái lên và chúng ta sẽ bấm nhả lốt cái phần còn lại để chúng ta tiến hành giữ nẹp. Và lưu ý khi các bạn bấm mất cái góc này, các bạn bấm đến hai cái mũi cuối cùng của cái đường gá nẹp vừa nãy ấy, chúng ta không được bấm sát mũi chỉ quá, chúng ta sẽ cách mũi chỉ ra tầm khoảng độ 1 ni. Vì nếu như chúng ta bấm sát quá rất dễ bị tuyết góc trong này, góc trụ chúng ta may nên rất dễ bị bục rách và tuyết. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành giễu nẹp. Thì giễu nẹp chúng ta sẽ tiến hành giễu lá nẹp dưới trước, lá nẹp bé trước, thì chúng ta sẽ ngửa mặt trái lên và cổ chúng ta sẽ úp vào lòng mình. Chúng ta sẽ tiến hành giễu lá nẹp nhỏ. Đây là lá nẹp to, vậy là phía tay phải, nẹp nhỏ này đang ở phía tay trái của chúng ta này. Thì chúng ta sẽ tiến hành giễu cái lá nẹp bé này. Đấy. Các bạn sẽ giễu theo hình chữ U nhé, từ phải qua trái. Và khi các bạn viên hai cái lá nẹp này, chúng ta lưu ý chúng ta đừng để cái nẹp này bị nhe ra ngoài. Chúng ta sẽ để lé cái lá thân ra một chút để tránh tình trạng sau khi chúng ta giễu xong chúng ta sẽ bị hở cái nẹp dưới. Chạy một nhát từ cái điểm bổ góc trụ đấy, chúng ta đi thẳng phía trên đầu này. Đến đây chúng ta sẽ bắt đầu quay góc. Tương tự chúng ta vét làm sao cho cái mép của hai lá trên và lá dưới này cũng tương tự phải bằng nhau. Thì cái đường giễu của chúng ta, mí của chúng ta sẽ bị không bị co bé, sẽ đều. Đến đây chúng ta sẽ chạy thẳng xuống dưới và cái điểm kết thúc của chúng ta lưu ý này, nó sẽ thẳng so với cái điểm chúng ta xuất phát từ mũi đầu ở cái phần giễu nhập bên này, chúng ta sẽ thẳng thang. Chúng ta đừng vượt quá sau này chúng ta may nên sẽ bị thừa mũi ở cái góc trụ nhé. Chúng ta vét êm ra và chạy thẳng. Đến đây chúng ta kết thúc. Chúng ta đã hoàn thành xong cái giễu của lá lẹp bé này, chúng ta sẽ chuyển sang giễu lá lẹp to. Thì để giễu lá lẹp to thì các bạn sẽ giễu về phía tay phải, à phía mặt phải, thì các bạn sẽ ngửa hết mặt phải này lên và sẽ đưa hết hàng sang phía tay phải của mình để chúng ta tiến hành giễu cái lá lẹp to này. Và giễu cái lá lẹp to này thì các bạn lưu ý này, đây là cái ke mình đã được gắn ở đây thẳng với cái chân vịt này, thì các bạn sẽ căn theo cái ke để các bạn giễu cái lá lẹp này. Chúng ta sẽ vét hết toàn bộ những cái vía thừa ra và để làm sao cho hai cái đầu lá nẹp này chúng ta phải thẳng và bằng nhau, thì chúng ta giễu, tiến hành giễu chúng ta sẽ không bị to bé. Phần đuôi trụ này chúng ta sẽ cầm hai cái lá đuôi này gấp vào bằng nhau, trùng khít và thẳng, phải thẳng nhá và bằng nhau nhá. Nếu chúng ta cầm không chính xác thì đường giễu chúng ta không chính xác. Còn những cái quần đường bắt đầu từ đuôi trụ hất lên cổ này là cái lá dưới này, chúng ta sẽ được căn theo, các bạn nhìn này, chúng ta sẽ căn theo đúng cái mép của cái ke này đấy. Thì căn theo cái mép của ke đấy thì chúng ta được giễu, đường giễu của chúng ta lên sẽ không bị to bé, không bị bục, chúng ta sẽ kiểm soát được nó. Và lưu ý là khi các bạn cầm này thì cái tay phải của các bạn này sẽ cầm vào cái đuôi trụ này, cầm đúng vào hai cái đường chúng ta đã gấp, còn tay trái chúng ta sẽ giữ để chúng ta đảm bảo cái đường lá dưới của chúng ta sẽ không bị chạch ra khỏi cái ke. Và sau đó chúng ta sẽ chạy thẳng. Sau khi giễu xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lật đầu quần lại và chúng ta sẽ mí từ giễu từ đuôi chuột à đuôi trụ, chúng ta đi lên theo hình đúng hình chữ L. Các bạn lưu ý nhé, theo đúng hình chữ L các bạn chạy. Cầm thẳng, chúng ta chạy thẳng luôn. Và sau đó chúng ta sẽ xoay góc cũng thế, chúng ta sẽ vét hết hai cái mép này. Và đến đây chúng ta sẽ khóa góc. Chúng ta quay lại, chúng ta chạy thêm 3-4 mũi để chúng ta khóa chỉ. Sau khi giễu hai lá nẹp này xong thì chúng ta sẽ tiến hành quay hộp trụ. Thì quay hộp trụ, để quay hộp trụ các bạn sẽ xoay ngang bán thành phẩm. Cổ các bạn sẽ quay về phía tay trái và cấu các bạn sẽ quay về phía tay phải và chúng ta sẽ ngửa mặt phải này lên. Chúng ta sẽ vét hai cái đuôi của cái lá nẹp này làm sao chúng ta đặt nó phải trùng khít và thẳng lên nhau. Sau khi đặt trùng khít và thẳng lên nhau thì chúng ta sẽ quay ra, chúng ta chỉnh ở cái phần trên lá nẹp này để làm sao hai cái lá nẹp
tương đối ngang và bằng nhau. Và góc trụ này cũng thế, chúng ta làm sao chúng ta đặt thế nào phải vừa khít hai lá nẹp mà không bị úng tại hai góc trụ này. Sau đó chúng ta sẽ quay trụ theo đúng hình hộp nhé. Chúng ta sẽ quay từ dưới lên trên, chạy thẳng vuông góc với cái lá trụ. Hộp trụ này sẽ có độ rộng là tầm 8 ly thì chúng ta sẽ chạy tầm 4 mũi. Và sau đó chúng ta sẽ xoay tiếp. Diễu đường 2 này chúng ta sẽ chạy song song với cái đường thẳng vừa rồi của chúng ta. Và chúng ta sẽ quay lại, chúng ta khóa mũi tại 3 mũi đây. Và các bạn đã hoàn thành xong thao tác để hoàn thiện một cái lẹp trụ trong cái áo polo. Góc trụ nên chúng ta phải thoát êm.